Thiếu Lâm Phường Chứng, Phương Sinh, Võ Đạt Sung Hư, Cung Ngân Giáo Chủ Nhật Nguyệt Thần Giáo, Nhậm Tiên Sinh Đại Gia. Ê, là Lệnh Hồ Sung. À đúng rồi, Đạt đúng là Lệnh Hồ Sung đó. Ờ phải đó, tại sao vậy? Ý, Nhậm Đại Tiểu Thư kìa. À phải ha, còn có Nhậm Đại Tiểu Thư nữa. Linh Hồ Chưởng Môn, sao cậu lại đi chung với đạo quân tiên phong của Nhật Nguyệt Thần Giáo lên đây vậy? Chuyện này kể ra rất dài dòng, sau này con mới giải thích cho mọi người nghe. À phải, bây giờ tình hình của Hướng Đại Ca thế nào? Hướng Đại Ca. Hướng Thúc Thúc. À, Linh Hồ Quỳnh sao đây? Rồi? Không có gì, cũng nhờ Phương Chứng Đại Sư và Xung Hương Đạo Trưởng đã tiêu hao chân khí cứu mạng của tại hạ. Đại sư đạo trưởng, đa tạ hai vị gạt bỏ thành kiến môn hộ cứu mạng của đại ca con. À, Phật gia đối với chúng sinh đều bình đẳng, làm sao có thành kiến môn hộ chứ? Ân cứu mạng của đại sư và đạo trưởng tại hạ cảm kích vô cùng. À phải, đại tiểu thư, chẳng hay giáo chủ có mạnh khỏe không? Mấy hôm trước Nhâm tiền bối ngã bệnh đã tiên du rồi. Hả? A Di Đà Phật. Bây giờ Nhâm ngã hành đã tiên du, vậy thì trận hào kiếp của phái Hằng Sơn và Võ Lâm đã có thể tránh khỏi rồi. Đúng là phước của Võ Lâm. Đại sư, đạo trưởng, từ nay Nhật Nguyệt Thần Giáo chúng con sẽ kết tình bằng hữu với Hằng Sơn, Võ Đan Thiếu Lâm. Hy vọng từ nay trên giang hồ thái bình. Nhậm tiểu thư có ý nguyện đó, mai này ắt được thiện quả. Đa tạ đạo trưởng. Hướng Thúc Thúc, hiện nay thần giáo quần long vô thủ, con sẽ tạm giữ chức giáo chủ. Thuộc hạ nhất định tận tâm tận lực hỗ trợ đại tiểu thư quan đại bổn giáo. Đa tạ Hướng Thúc Thúc. Nhưng tin cha qua đời bên ngoài vẫn chưa hay biết, chắc chắn người ngoài tưởng đâu cha lên Hằng Sơn, sau khi bàn bạc với mọi người từ nay sẽ hòa giải. Đối với danh tiếng của cha mà nói cũng có lợi lắm. Sau khi con về Hắc Mộc Nhai con sẽ thông báo sau. Sắp xếp như vậy cũng hợp lý lắm. À phải, hai vị đại sư đạo trưởng, trong nửa tháng qua mọi người đã lao tâm lao lực vì phái Hằng Sơn, bây giờ khó khăn của phái Hằng Sơn đã được giải quyết, con nghĩ mọi người cũng cần phải có một bữa cơm yên ổn. Như Thanh sư tỷ, phiên tỷ chuẩn bị một bữa ăn chay thịnh soạn cho mọi người hưởng dụng. Dạ chưởng môn. Vào đi. Như Thanh sư tỷ. Chưởng môn, trời tối rồi còn tìm đệ tử, có chuyện gì không? Tôi có một chuyện muốn bàn bạc với tỷ. À, là chuyện gì vậy chưởng môn? Tôi quyết định truyền chức chưởng môn cho tỷ. À, không được đâu, đệ tử bất tài vô dụng cho nên. Tỷ không cần nói gì cả. Tỷ cũng biết hôm đó tôi ở trong tình trạng bất đắc dĩ mới nhận lời của Định Nhàn sư thái nhậm chức chưởng môn. Tôi thích sống phóng túng, là thích sống một cuộc sống không bị gò bó. Tôi thật sự không tài nào thích nghi với thanh quy giới luật trong Phật môn. Nếu lệnh hộ chưởng môn muốn truyền chức chưởng môn cho người của phái Hằng Sơn chúng tôi, đệ tử cho là người thích hợp nhất chính là Nghi Lâm sư muội. Bởi vì Nghi Lâm sư muội đã giết chết Nhạc Bất Quần, hơn nữa nó thông minh và lanh lợi, lại có huệ căn, bình thường cũng rất được các sư tỷ muội đồng môn quý mến, nhân duyên rất tốt. Cho nên Nghi Lâm sư muội là người thích hợp nhận chức chưởng môn nhất. Được rồi, tỷ không cần phải tiến cử Nghi Lâm sư muội nữa. Tuy tôi và cổ rất hợp ý nhau và cổ cũng rất lo cho tôi, nhưng không có nghĩa là cổ có thể làm chưởng môn. Con người của tỷ khí độ khoan dung, sẽ sự bình tĩnh, lại là thủ đồ của Định Nhàn sư thái. Tôi truyền chức chưởng môn cho tỷ, kẻ trên người dưới phái Hằng Sơn đều tâm phục khẩu phục. Không được đâu chưởng môn, mà đệ tử bất tài vô dụng lắm. Thôi thì lệnh hộ chưởng môn tiếp tục làm chưởng môn phái Hằng Sơn là tốt nhất. Tôi dùng tư cách là chưởng môn nói cho tỷ biết, bây giờ tôi dùng chức chưởng môn truyền cho tỷ, tỷ cần phải nghe theo. Dạ chưởng môn. Đúng là không chức nhẹ cả người.
Tục ngữ nói rất đúng, quen làm ăn mày lười làm quan. Huynh chẳng thà sống một cuộc sống tự do tự tại, bắt huynh làm chưởng môn, thành quy giới luật nhiều vô số kể. Làm ăn mày cũng phải cúi đầu với người ta, muội thấy huynh thích hợp nhất là làm con khỉ chạy khắp núi. Vậy muội có chịu theo con khỉ này chạy khắp núi không? Con khỉ già. Muội là con. Đại từ đại bi cứu khổ cứu nạn Như Lai Phật Tổ, xin thần linh phù hộ, có thể giúp chất độc trong người của Nhậm đại tiểu thư mau chóng hóa giải, có thể cùng lệnh hồ đại ca bách niên giai lão chỉnh kết đồng tâm. Hằng ngày Bần Niên Nghi Lâm sẽ tới đây tụng kinh niệm Phật với ngài, hy vọng ngài đừng thấy phiền. Nếu hằng ngày con kiên trì đến đây thành tâm lễ Phật, vậy thì Phật Tổ Như Lai nhất định phải giúp chất độc trong người Nhậm đại tiểu thư có thể hóa giải được. Phật Tổ Như Lai, nếu ngài không lên tiếng thì Bần Ni coi như là ngài đã đồng ý rồi. Linh Hồ chuyển môn, nếu sau này có nhàn rỗi thì mời đến Hằng Sơn chúng tôi ở lại vài hôm. Nhất định. Vậy Thanh Sư Tỷ à, từ nay tỷ cứ gọi tôi là Lệnh Hồ Xung đi, tôi không còn là chưởng môn của mọi người nữa. Trong thâm tâm của mọi người trên dưới phái Hằng Sơn, Lệnh Hồ chưởng môn mãi mãi là bằng hữu của chúng tôi. Lệnh Hồ thiếu hiệp chỉ là một cách gọi thôi, hà tất chấp nhất chứ? Phải, đại sư nói rất đúng. Bây giờ không còn sớm nữa, các vị không cần phải đưa tiễn, cáo từ. Vậy tôi cũng cáo từ chưởng môn sư tỷ. Lệnh Hồ đại ca, bảo trọng. Muội cũng phải cố gắng bảo trọng. Cảm ơn muội. Khởi kiệu. Cảm ơn mình. Lắm, dám chống lại giáo lệnh. Ta là giáo huấn nghiêm khắc, tất cả giáo đồ của Nhật Nguyệt Thần Giáo không được tàn sát vô cớ, cướp bóc tài sản của người khác, bằng không giết chết không tha. Giáo chủ bình giám, thủ hạ không hề tàn sát vô cớ, cướp bóc tài sản người khác. Chính mắt ta đã nhìn thấy, ngươi còn chối cãi sao? Số tiêu ngân này vốn dĩ do triều đình phân phát xuống dùng để cứu tế, nhưng quan tham có hai dụng đã ngang nhiên giữ lại phần lớn tiêu ngân bỏ vào túi riêng. Thủ hạ nhìn thấy trước mắt, cho nên mới đi cướp lại tiêu ngân phân phát cho bá tánh thôi. Ngươi có chứng cứ gì? Giáo chủ, thủ hạ tìm được bức thư này trong người của Tiêu Đầu, có thể chứng minh. Các ngươi làm tốt lắm, thả bọn chúng đi, mau chóng đưa ngân lượng phát cho bá tánh. Thủ hạ tuân lệnh. Cha, Nhật Nguyệt Thần Giáo đã dần dần đi vào chính đạo. Sau này người trong Võ Lâm sẽ ca ngợi Nhật Nguyệt Thần Giáo tạo phước cho Võ Lâm, không còn thóa mạ giáo chủ nữa. Con rất muốn phát dương quang đại Nhật Nguyệt Thần Giáo, nhưng sức khỏe của con mỗi ngày một sa sút, và chấp độc trong người e rằng khó mà giải được. Cho nên hôm nay đứng trước mộ cha, con truyền chức giáo chủ là cho Hướng Tả Sứ. Hả? Chuyện này thật sự không được. Hướng Thúc Thúc, xưa nay Thúc luôn trung thành với cha con, hơn nữa tài giỏi là có thể phục chúng. Huống hồ Thúc và hai phái Thiếu Lâm Võ đang có tình cảm sâu nặng, để Thúc giữ chức giáo chủ này chắc chắn có thể giúp thần giáo phát dương quang đại. Nhưng xin thời giáo chủ đã dự định truyền chức giáo chủ cho đại tiểu thơ hay Lệnh Hồ huynh đệ, để tiểu thơ làm vậy
Hứa đại ca, có lẽ huynh cũng biết chất độc trong người của Doanh Doanh chưa giải, hãy chân khí ngoại lai trong người đệ bộc phát, chắc chắn tính mạng cũng khó giữ. Đừng có từ chối nữa.